chào cả nhà. Ngày hôm nay như lời đã hứa với tất cả mọi người thì mình sẽ đi ra chợ mua lót tờ và ăn mừng kênh đạt 70.000 subscriber nha mọi người. Và coi như là cảm ơn tất cả những người nào đó mà theo dõi video của mình suốt thời gian qua và ủng hộ kênh của mình á. Thì bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người cùng theo chúng mình đi chợ mua lót tờ. Gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cô chú anh chị và các bạn, những người đang quan tâm kênh YouTube của mình cũng như là những fan hâm mộ đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Nhờ có tất cả mọi người mà mình có được cái ngày hôm nay thì nhân dịp đây mình mua mấy ba con lót tờ về ăn mừng, cũng như là gửi lời tri ân đến tất cả khán giả của mình trên kênh YouTube của mình luôn ủng hộ kênh cho mình. Thì bây giờ mình sẽ bẻ ra và ăn mừng với tất cả mọi người nha. 1 2 3. Các bạn xem nè, thịt không? Một, hai, ba, vô. Rồi uống đi, con uống đi. Rồi ngồi xuống. Ngồi xuống. Đây nè, đẩy xe đi. Đi, bây giờ đi xuống nha. Đi. Giờ đi lựa có cái gì? Trái gì vậy? Ô, trái này trái bồng bon á hả? Ô, cao các bạn ơi. Giờ mình đã tới cái quầy đồ ăn rồi nè các bạn. Đồ ăn tươi sống rồi các bạn. Đó. Sushi nè. Cá. Về qua đây ốc. Đây là ốc nè. Có ốc này nữa. Bên đây đồ ăn tươi. Cái chợ này chợ đại hàng. Đồ ăn tươi không ạ? Qua ha. Cá ngon không tươi kìa. Giờ mình sẽ qua tới cái quầy lobster. Đây ông xã mình đang kêu người ta bắt cái lobster nè bạn. Lobster. Đó. Thêm cái con kia nữa. Lobster hơi nhỏ anh ha. Chua hả? Ê, có con này nè. Vậy hả? Ui, nó kẹp. Không dữ, kẹp rồi. Nó kẹp. Nó dữ ghê. Đó kìa. Giật lộn với nó luôn. Con bự á. Big. Bác lót tờ nè con. Đó. Mày. Yeah. Wow. Nó trốn vô góc hết trơn à. Big one. Cá hả? Cá big. Cá gì vậy? Ồ, cá này á hả? Còn cái xếp. Thịt bò à? Ôi, bò này nhìn ngon ghê. Bò. Bò cua bè. Bò tiêm, nó có USD của Mỹ á. Nó coi qua còn này không có. Coi nhận về nhất rồi. Nó ngầm á, chứ thịt bò nó tiêm đó. Bò hả? Thịt heo hả? Cái này là mình ăn cái gì, nướng hả? Cái này là
Em nghĩ là hình như cái này nhúng lẩu nè. Nó chiên á, nhúng lẩu. Bây giờ mình về tới nhà rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ mấy con lotter này ra. Rồi mình chà cho nó thiệt là sạch xong rồi. Hả? Nó có bị gì không? Rồi đây nè các bạn. Ba con mình mua tất cả là ba con nha. Ba con này là 38 đồng 66 sen, 3 phao, 3 phao 87 ha, 3 phao 87. Đó, bây giờ mình sẽ đổ ra mình rửa mấy em, cho mấy em tắm đi, cho mấy em tắm tiên cái rồi mình vô mình làm ha. Đây các bạn, cho mấy em tắm. Thôi nó giật cái đuôi nó nè. Sung sướng chưa, tắm mát chị em đó. Em này là ở nước mặn cho nên tắm nước ngọt là em ấy chưa chết á. Bạn xem nào. Bự ra không? Ấy da, ôi trời. Con nó nạn. Anh. Con này coi, con này nó dỗ không? Tao nói dỗ 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Chỉ cần là cái bụng nó lên là nó dỗ à. Anh dỗ để anh quay lại á mọi người. Ok, bây giờ cho anh ấy tắm đi. Xong rồi mình bỏ vô bếp mình hấp. Đây, một lon bia. Ra lò đấy các bạn ơi. Tên tên tên. Wow, bây giờ mình sẽ chất mấy con lotter này ra rồi mình trang trí nha các bạn. Lotter đâu chị, mày coi lotter đâu? Lotter đâu? Đúng rồi, càng nó đâu, càng lotter đâu? Đúng rồi, giỏi quá. Nè, dòm nè, thanh đi. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay. Như lời hứa thì Minh mua lotter về ăn mừng 70.000 subscriber trên kênh của Minh nha. Rồi, con cầm đây. Cầm. Vô. 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 Vô không? Vô nữa. Vô. Rồi, để xuống. Để xuống đây. Rồi, bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người cùng ăn lotter với mình, ăn mừng 70.000 subscriber của kênh Kim Minh V, Kim Minh Washington DC nha. Rồi, bây giờ các bạn thấy không? Lotter mình mua nè, mình mua cái size này á là size bự của lotter các bạn. Còn những con các bạn thấy không? To dễ sợ. Đổ con, đổ rồi đó. Đổ. Nè mọi người. Cái con lotter này chắc cần ăn kéo hả chị Long? Phải cần kéo không? Bây giờ mình sẽ khui nha các bạn. Wow, cái này chắc hai mẹ con mình ăn một con là no hết rồi. No. Rồi mình quay lại ra đây. Đây bây giờ lấy cái kéo cắt thêm cái lưng nữa. Nước nè. Nước ngọt. Nước ngọt. Rồi. Nè mọi người xem nè. Đây. Nguyên phần lưng lotter đây. Lotter. Nè, dành cho con nè. Cho con nha. Rồi con chấm đi. Đó. Chấm.
chấm hết tờ đi. Chấm vô. Rồi, đó, giỏi quá. Ngon không? Ngon quá. Ý, sao nhả vậy? Không ăn thôi. Uống nước đi. Nào mà uống nước đi. Đây. Rồi mời tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Đây em thì mang chấm với muối tiêu. Sao? Rồi. Quá ngon các bạn ơi. Đó. Ngon. Thịt luộc với con lết tờ luộc với bia ngon lắm các bạn. Mà nó không bị khô nữa. Thịt lết tờ rất là dai. Dai như thịt dài á. Nhưng mà nó có vị ngọt của hải sản. Rất là thơm. Ngon. Đúng là đáng đồng tiền các bạn. Cá. Mẹ biết gì nữa, mẹ cầm nguyên cái đuôi mẹ ăn luôn rồi. Mẹ có cắt ra cho con chi. Đúng rồi. Nãy em biết gì em cầm nguyên cái đuôi luôn, cắn nhìn cho nó ngon. Để em gói chung với cái rau nha các bạn. Ăn với cái rau salad. Mời mọi người nha. Tuyệt vời ông mặt trời. Quá ngon. Gói rồi. Chấm vô. Ngon quá. Ướt hả? Ướt. Rồi, mâm đi, con mâm đi. Giờ mình ăn tới phần đầu các bạn. Nôn gùi. Không phải gùi đâu nha. Ở đây thịt không các bạn. Phía trong này nè. Mình xé sao nó bể chưa? Có cái người ta thì người ta ăn cái phần thân thôi các bạn, ăn cái phần thân này thôi à, còn phần đầu người ta chừa lại người ta nấu này nấu kia, còn mình ăn hết luôn, ăn xong bỏ luôn, không có nấu gì hết. Chút nữa mình ăn mình chừa lại. Nè các bạn thấy gạch không? Quá trời gạch luôn các bạn. Bỏ một miếng ớt vô. Nè mình múc cho các bạn xem nè. Gạch nè. Đó, mọi người thấy không? Gạch không? Cô chú anh chị thấy không? Đó. Thấy gạch chưa? Gạch. Nước quá trời luôn. Nước lót tờ. Lót tờ. Mọi người coi nè. Lót tờ. Đúng rồi, lót tờ. Lót tờ. Lót tờ.
ngon quá các bạn. Cái phần gạch của nó ăn béo béo bùi bùi heo. Ừ, béo bùi em uống đúng rồi. Con không ăn hả? Nè con ăn mấy đi hết ngu vậy sao ăn. Ừ sao ngu vậy uống ngu có tợ mắt hết mà không ăn con. 8-9 đồng một phao á. Ừ đúng rồi, bữa nay mình mua nó được giá sale của các bạn. Mấy bữa là giá 11 đồng 12 đồng một phao, bữa nay mình mua được có 9 đồng mấy à. Cái nước nó chảy ra nhiều quá. Đây nè, nó còn đó các bạn coi nè. Wow. Cái gạch nó quá là ngon luôn á. Trong đây vẫn còn gạch. Ờ con cái gì. Ờ hết chu luôn à. Không gì không ăn. Anh Nghi ngồi, anh Nghi ăn, ăn muối tiêu. Wow. Ngon. Ngon quá. Đúng rồi, ngon quá. Thôi anh Nghi ngồi chấm muối tiêu không à. Anh Nghi không chịu ăn. Hết chân các bạn coi nè. Cái đại đi. Nếu như mà mình ăn cái phần mình thôi, còn cái phần đầu thì mình để dành mình làm đồ ăn món nào cũng kia, mình ngồi mình lột ra thì ok, mình thấy mình chịu được. Chứ ngồi ăn cái kiểu như của mình thì nó hơi lâu, nhưng mà thôi kệ, lần đầu tiên ăn mình muốn khám phá nó như thế nào. Ừ biết rồi nè, mày kẹp cái càng cua ra nè. Càng cái, cua cắt trước. Đúng rồi, càng cua. Càng cua nha. Cắt trước. Cái gì? Ủa? Biết rồi. Chim. 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 Đúng rồi. Chim. Nguyên nó đi. Ê. Ừ, Nguyên. cái con lót tền này tính ra cái vỏ nó cũng mềm á chị Long, nó không có cứng như là cua. À, cua nhiều khi mình cắt nó cứng. Quá ngon. Xuống cho đàng hoàng. À, bể nè mọi người. Ê. Mà cứng vậy. Ê. Ờ, tới cái phần này hơi cứng rồi. Bể hả? Ê. Ừ, bể. Ừ, thịt nè. Ê. Bể. Cái càng bự rồi bạn. Ý. Nó chưa. Cua dạ nước không? Wow, cái mùi đắng. Cái mùi đắng của bia. Nó rút vô tôm. Tuyệt vời. Thịt không? Ông chú tập thể dục. Wow. Rồi. Chấm nè. Chấm đó. Quá đã.
Đây, thịt đây bạn. Ồ, nguyên miếng luôn. Chấm vô. Thịt chắc lắm luôn. Giờ tới cái càng này. Quý một miếng thịt luôn, chà bá luôn. Lần sau khi mà mình đạt được 100.000 lượt subscriber, mình sẽ ăn cua hoàng đế nha các bạn. Ngon quá. Bia, cái mùi bia. Cái gì con? Thôi để đi, chút mẹ bắt cho. Chút mẹ bắt cho. Rồi xuống. Rồi xong. Thịt nó nè. Các bạn vô nha. Ăn kiểu này chắc mập. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Cái con lót tờ này á, là mình sẽ dành cho ông xã mình. Và cái con lót tờ này là chút xíu nữa mình sẽ chia cho chị Loan. Là coi như là mình ăn mừng cùng với cả nhà của mình ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình, nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nhé. Các bạn hãy ủng hộ kênh cho mình để đạt nút bạc nha các bạn. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye. Bye cô chú được không? Bye. Bye nè, đây nè, bye. Bye.